Có thể bạn không tin, nhưng trong tương lai con người phải sống ở một hành tinh cực kỳ khắc nghiệt. Ban ngày thì nhiệt độ nóng tăng đến 700 độ C, còn ban đêm thì nhiệt độ giảm còn âm 300 độ C. Và mọi người luôn phải sống trong nỗi sợ bị tiêu diệt bởi một kẻ hung bạo tên là Ma Vương. Hắn ta không chỉ sở hữu năng lực bán thần, mà còn có thể giết một người chỉ bằng một cái búng tay. Tên Ma Vương đã lãnh đạo một nhóm quân đoàn tử thần và phát động một cuộc xâm lược toàn vũ trụ dưới ngọn cờ tôn giáo. Mục đích của chúng là thống trị thế giới và đem sự thịnh vượng cho căn cứ. Kết quả là hắn ta liên tục xâm chiếm tất cả các hành tinh lân cận. Để ngăn chặn hành vi tàn bạo của Ma Vương, một chiến binh duy trì sự cân bằng của vũ trụ đã xuất hiện. Người đàn ông tóc dài đang chạy nhanh với sức mạnh và con tàu vũ trụ đang đuổi theo phía sau anh ta. Hóa ra sau khi Nick trốn thoát khỏi hành tinh quái vật, anh ta vẫn mang thân phận của một tên tội phạm nghiêm trọng trong vũ trụ. Để tránh bị săn đuổi bởi những kẻ săn tiền thưởng, anh phải lang thang giữa các hành tinh. Một số thợ săn nghĩ rằng Nick không thể thoát được, nhưng chúng không biết rằng mình sắp trở thành con mồi của anh ta. Nick giết người một tên xạ thủ trước. Thế là bọn chúng mất đi hai đồng đội mà không hề thấy bóng dáng đối thủ. Hai người ngơ ngác có chút hoang mang. Tiếp theo là một cuộc tấn công khác và cuối cùng chỉ còn lại người đàn ông có râu. Lúc anh kịp phản ứng thì Nick đã xuất hiện trong phi thuyền. Hóa ra chỉ một tháng trước, có người treo thưởng 2 triệu đô để bắt được anh ta. Nick nghĩ lẽ ra anh phải đoán được người đó là ai, rồi tự mình lái phi thuyền đi tìm hắn. Nick sinh tồn cùng người già và trẻ nhỏ trên hành tinh quái vật. Là một tên tội phạm bị truy nã trong vũ trụ, anh ta chỉ có thể trú ẩn một cách bí mật. Cùng lúc đó, một số người bí ẩn đến nhà. Hóa ra họ là những người lớn tuổi của gia tộc Nguyên Tố. Bà Tata nói với Nick rằng vũ trụ đang đối mặt với một thảm họa chưa từng có và anh sẽ là niềm hy vọng cứu rỗi mọi thứ. Lý do để nói như thế là vì Nick đến từ ngôi sao báo thù. Truyền thuyết kể rằng các chiến binh của tộc báo thù đều có thể giết chết tên Ma Vương. Lúc này, tên Ma Vương đã tự tay tiêu diệt chủng tộc báo thù để ngăn chặn những rắc rối trong tương lai. Và Nick là một trong số con mồi mà chúng để lọt lưới. Nick luôn kiêu ngạo và anh ấy quan tâm đến lối đi của mình hơn là cứu vũ trụ. Kể từ giây phút ấy, vào 5 năm trước, mối tình đầu trốn thoát cùng Nick hồi đó đã bị thợ săn tiền thưởng bắt và giam cầm trong nhà tù ở Côn Đảo. Vì thế anh ta đã không đồng ý với các trưởng lão mà chuẩn bị đi săn để cứu cô gái Kira. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời Thọ Dương Tinh xuất hiện vô số chiến thuyền. Nguyên lai là tên Ma Vương chỉ huy một quân đội tử thần đã tới, bọn chúng thả ra vô số nhỏ chiến thuyền. Sau đó đột nhiên phát ra năng lượng khổng lồ. Việc bảo vệ hành tinh đã bị phá hủy ngay lập tức và thành phố giải cứu đột nhiên rơi vào hỗn loạn. Thấy vậy, Nick vội vàng giải cứu Tony. Nhưng khi anh ta đến nơi thì phát hiện ra rằng anh ta đã bị giết. Đây là người thân thứ hai của anh. Cơn giận trong Nick cuối cùng cũng bùng nổ. Đồng thời, toàn bộ tộc báo thù đã sụp đổ. Tên bạo chúa Ma Vương nhìn mọi con đường trước mặt và mỉm cười hài lòng. Chiếm lĩnh chỉ là bước đầu tiên, thu phục lòng người mới là mục tiêu của hắn. Chỉ có như vậy mới có thể tạo ra được quân đoàn hủy diệt. Tên Vic là chỉ huy của quân đoàn, theo sát tốc độ giết chóc của tên bạo chúa quanh năm. Hắn ta là thợ săn kho báu của Ma Vương và Crew là con chó thứ hai trong quân đội. Cánh tay phải của tên Ma Vương chuyên về mục làm mị dân. Lúc này, hắn ta đang thuyết phục những người chống cự quỳ xuống đầu hàng. Nhưng vào lúc này, có người tỏ vẻ bất mãn, tên Ma Vương trực tiếp rút hồn người đàn ông ra khỏi thân thể. Một màn tàn ác này khiến tất cả mọi người kinh hãi. Dưới áp lực của thực lực tuyệt đối, mọi người chỉ có thể hoan hô. Tuy nhiên, có một người vẫn đứng đó, và đó là Nick. Đối mặt với những võ sĩ cao to vạm vỡ, những tưởng đây sẽ là một trận chiến nảy lửa. Nhưng không ngờ chỉ sau vài hiệp, Nick đã giơ kiếm và trực tiếp hạ sát đối thủ. Hành động hoành tráng này khiến tên Ma Vương muốn thu phục anh ta. Nhưng Nick đã lịch sự từ chối và không khí lập tức đầy bối rối. Hắn ta ra lệnh cho người của mình đưa anh đi. Một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện ngăn cản lại, à ta chính là vợ của tên Ma Vương. Bà ta đưa Nick vào trong căn cứ của mình và dẫn anh ta đến một con tàu vũ trụ. Khi công tắc được kéo xuống, Nick ngay lập tức bị điều khiển bởi một thế lực bí ẩn. Và vũ khí của anh đã bị chiếc máy bên cạnh chiếm lấy. Kết quả là hình ảnh trong đó cho tên Ma Vương biết rằng Nick thực sự là một kẻ sống sót sau cùng của tộc trả thù. Truyền thuyết kể rằng chiến binh báo thù là kẻ thù của mọi chúa tể. Năm đó, Ma Vương đã tàn nhẫn hủy diệt cả hành tinh để tận diệt tận gốc rễ. Nhưng không ngờ rằng vẫn có cá lọt lưới. Tên Ma Vương ngay lập tức ra lệnh giết chết Nick. Sau khi giết chết vài tên lính, Nick đã trốn thoát được, nhưng phi thuyền phía sau anh ta rất chiến. Nó bám theo dai như đĩa, Nick điên cuồng chạy và bất ngờ có vài quả đạn bay về phía anh. Hóa ra một thế lực ngầm nào đó đã tấn công con tàu. Không ngờ đối phương cũng không chịu thua, bọn chúng dựa theo định vị của phi thuyền tìm được nơi này. Nick đã có kế hoạch, lập tức để chúng bắt đi. Nhưng bọn chúng không biết rằng, Nick chỉ đang cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của tên Ma Vương. Và đó cũng là kế hoạch của anh để cứu cô gái của mình. Nick cố ý nói rằng, điều anh ta sợ nhất chính là ngục giam ở Côn Đảo. Lúc này, tên Vic đã phát hiện hành tung của Nick khi sử dụng thiết bị định vị hình người. Ma Vương ngay lập tức phái cánh tay phải của mình đến bắt anh ta.
Hắn luôn cho rằng Nick là một mối họa cho vận mệnh của mình, lại không ngờ rằng kẻ thù lại chính là gà nhà mình nuôi. Nguyên lai chỉ huy đã có ý muốn đoạt lấy ngai vàng. Khi vị trí của Nick vô tình được phát hiện, họ cảm thấy rằng cơ hội của mình cuối cùng đã đến. Chẳng mấy chốc cả nhóm đã đến đích thuận lợi. Nơi đây có môi trường vô cùng khắc nghiệt, nhiệt độ cao có thể lên tới 700 độ vào ban ngày. Cơ thể con người sẽ tan chảy ngay lập tức khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Ngược lại, chỉ cần bạn ra ngoài vào lúc âm 300 vào ban đêm, bạn sẽ biến thành một que kem. Vì vậy nhà tù côn đảo này được xây dựng trên mặt đất. Và ngay cả khi có người trốn thoát, thì họ cũng không thể sống sót. Trên đường xuống lòng đất, Nick đã nhân cơ hội hạ người đàn ông béo. Kết quả là tên có râu kiêu ngạo, thả bớt một người chia sẻ phần thưởng còn hơn. Sau đó, Nick được chuyển đến nhà tù. Một nhóm tù nhân thấy anh ta là người mới, nên tính bắt nạt. Ai ngờ Nick ngay lập tức thực hiện một động tác khó, và thoát ra một cách dễ dàng. Thấy không thể đối đầu với anh ta, bọn lính canh đã thả hai con thú lửa đói khát ra ngoài, khiến cả nhà tù chìm trong hỗn loạn. Lúc này, hỏa thú đã nhắm vào người phụ nữ. Nhưng may mắn thay, cô ta đã nhanh nhẹn nhảy lên. Tuy nhiên, con còn lại khi đi tới vị trí của Nick, thì anh ta không có chút nào hoảng sợ. Anh cởi khăn bịt mắt nhìn chằm chằm dã thú, không ngờ ánh mắt sát khí đã thuần phục nó trong nháy mắt. Cùng lúc đó, người phụ nữ trốn thoát khỏi con thú đuổi theo. Nhưng cô ta lại bị một tên tù nhân khác cuồng sàm sỡ. Người phụ nữ cuối cùng không thể chịu đựng được nữa và tung tuyệt chiêu của mình. Vào thời khắc mấu chốt, Nick cầm trên tay một tách trà chậm rãi đi ra ngoài, mấy người thất thần nhìn nhau. Nick nói hãy thả cô gái đó ra, nếu không tao sẽ giết tụi mày bằng tách trà này. Đàn ông không tin vào điều ác đó, hắn ta chậm rãi quay người lại, rồi rút con dao ra, và kết quả là ngủm trong giây tiếp theo. Nhìn thấy một cảnh tàn bạo như vậy, thì những người khác chạy trốn trong sợ hãi. Hóa ra người phụ nữ trước mặt anh là Kira khi đã trưởng thành. 5 năm không gặp, không nghĩ tới hai người gặp lại không phải chào hỏi, mà là đại chiến. Dù rất ngưỡng mộ Nick, nhưng vì anh ta ra đi không lời từ biệt, nên Kira vẫn luôn cay đắng trong lòng. Hồi đó, Nick cố tình trốn thoát vì sự an toàn của mình. May mắn thay, Kira đã tha thứ cho Nick. Cùng lúc đó, chiến hạm của tên Ma Vương cũng đến được bầu trời ngôi sao. Và khi người đàn ông có râu đang thảo luận về tiền thưởng với các vệ sĩ, hai bên bắt đầu đánh nhau khi họ không đồng ý, và kết quả là cả hai bên đều chịu thiệt lỗ vốn. Nick nhìn thời gian nhảy vọt trong không trung, giẫm lên cái đầu có râu, trong khi những lính canh khác đã chạy trốn. Nick cũng nhìn thấy sự xuất hiện của đội quân tử thần thông qua theo dõi. Vì vậy anh ta đã thả tất cả các tù nhân. Bên ngoài đã bị bao vây, và cách duy nhất để trốn thoát là lao đến con tàu vũ trụ với tốc độ nhanh nhất. Trước khi khởi hành, Nick nhốt người đàn ông có râu vào lồng. Chẳng mấy chốc, mọi người đi thang máy xuống đất, may mắn là trời vẫn còn tối. Một khi mặt trời mọc, toàn bộ bề mặt sẽ tăng lên 700 độ. Bọn họ có thể kéo dài đến 5 phút đồng hồ, thời gian không còn nhiều, Nick không chút do dự xông ra ngoài. Bọn họ dẫm lên gồ ghề tảng đá, đồng thời thân thể cảm giác nhiệt độ tăng lên. Ánh sáng mặt trời phía sau anh lan nhanh cùng với ngọn lửa, và dường như mọi người đều làm theo. Và con đường phía trước ngày càng ngắn lại, cho đến khi một ngọn núi thẳng đứng chặn đường họ. Vài người không còn cách nào khác đành phải trèo lên, lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn đi. Từ nhiệt độ đang nóng lên nhanh chóng bốc lên khói trắng. Mọi người chỉ có thể nấp sau tảng đá. Nhưng Kira thì mắc kẹt trong một khe hở. Khi cô ta nhìn lên, thì không khí bốc cháy dữ dội kèm theo magma. Nick vội vã dội nước lên người, sau đó buộc dây rồi nhảy đến vị trí của cô. Sau khi vượt qua nguy hiểm, một số người cuối cùng đã chạy đến vị trí của tàu vũ trụ. Tuy nhiên, vào lúc này, người chỉ huy dẫn đầu đội quân tử thần đã đến. Sau lưng họ là ánh nắng chết chóc, còn trước mặt là đội quân tàn ác. Thời gian không còn nhiều, nếu họ không di tản kịp thời, tất cả mọi người sẽ bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt thành tro. Con tàu và cai ngục bắt đầu một cuộc chiến. Nick cảm nhận được cơ hội của mình và tham gia cuộc chiến. Nhưng ngay lúc cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, tên chỉ huy bất ngờ đánh lén và anh ta bị bắn bay. Thấy kẻ địch từng bước tiến đến, thời gian bỗng như ngừng trôi. Một người phụ nữ bí ẩn xuất hiện, rồi sử dụng hết sức công lực của mình. Người phụ nữ đặt tay lên ngực của Nick và đột nhiên một lực lượng mạnh mẽ bùng phát từ cơ thể anh ta. Lúc này, ánh nắng chết chóc đã đến. Tên chỉ huy khi thấy điều này lập tức rút lui, nhưng Nick vẫn còn bất tỉnh. May mắn thay, một người bí ẩn đã kéo anh ra khỏi tình thế khó khăn. Khi anh tỉnh dậy, thì thấy đó là điện thoại di động của tên chỉ huy. Hóa ra hắn ta cũng là một người sống sót trên hành tinh ngôi sao. Để sống sót, hắn ta chỉ có thể che giấu thân phận của mình và làm việc cho tên Ma Vương. Tên Ma Vương ngay lập tức ra lệnh cho hạm đội ngay sau khi nghe điều này rồi kích hoạt vũ khí tối thượng, hắn muốn hủy diệt hành tinh này. Nhưng vào lúc này, một bóng người quen thuộc đột nhiên tiến vào cung điện, thì ra là Nick. Khi nhìn lên, anh thấy rằng Kira đã bị kẻ thù kiểm soát. Vì để đánh tan lời đồn đại, Mã Vương quyết định tự tay giết chết Nick. Hắn muốn kết thúc anh ta dưới sự chứng kiến của mọi người. Một trận chiến giữa các vị vua lập tức bắt đầu. Nhưng Nick lại trực tiếp bị đánh bay lên không trung. Không hổ danh là một vị Ma Vương với thân hình của một á thần.
sức chiến đấu của anh ta là bất khả chiến bại, vượt qua người thường về tốc độ và sức mạnh, và thế là Nick đã bị đánh bại. Hắn ta dùng thần thông xông thẳng vào linh hồn của Nick, nhưng không ngờ rằng hắn ta lại bị ý chí mạnh mẽ của Nick đánh bại hoàn toàn. Vì vậy hắn cầm vũ khí lên vung về phía Nick, bắn ra như một con rồng. Nick bị thương nặng do một phát súng. Khi sự sống và cái chết đang bị đe dọa, Kira bất ngờ bắn chơi lén hắn ta. Kết quả là cô ta cũng bị ném đi. Lúc này hai bên đều trọng thương. Tên chỉ huy cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, chỉ cần giết được hắn thì liền có thể trở thành tân vương. Không do dự, hắn ta giơ chiếc rìu khổng lồ lên và chặt thẳng vào tên ma vương. Thấy vậy, hắn ta ngay lập tức sử dụng kỹ năng tốc biến về trụ. Kết quả là bị Nick đã nhìn thấu và trực tiếp giết hắn ta bằng một con dao. Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc và Kira đã ra đi trong vòng tay của Nick. Và anh ta đã trở thành tân ma vương mới. Bộ phim đến đây là hết rồi. Mình là Điền Tây Tiểu Ca, nếu thấy hay nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bộ phim hấp dẫn tiếp theo.